Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam, đồng hành cùng Editor Joy vinh danh những sản phẩm công nghệ và thiết bị âm thanh nổi bật của năm 2019. Thì hôm nay chúng ta có ở đây đấy là anh Minh Nhật. Được biết thì anh Minh Nhật là một trong những mod đến từ Tinh Tế về âm thanh này, và cũng như anh cũng là một trong những chuyên gia chơi rất nhiều mảng âm thanh, và đồng thời thì anh cũng là một chủ shop bán những thiết bị âm thanh, nên chắc chắn anh cũng đã có những cơ hội được trải nghiệm khá nhiều những thiết bị về âm thanh ở năm 2019. Anh Nhật có thể cho mọi người biết thêm một chút về bản thân mình được không ạ? Chào mọi người, mình là Nhật, nick của mình trên Tinh Tế là Audio Cycle. Thì mình không biết mình phải giới thiệu như thế nào, tại vì thực ra là mình chỉ là người thích nghe nhạc với lại thích âm thanh nó tốt thôi. Càng nghe thì mình lại muốn cái âm thanh của mình nó càng ngày nó càng phát triển lên để mình nghe được nhiều cái bản thu hơn. Trên Tinh Tế hoặc là mình viết bài ở trên, mình viết bài mình chia sẻ, hoặc là mình đi thảo luận, mình đi thuyết trình, thì cái mong muốn của mình là mình muốn đem lại cho mọi người, mình muốn giới thiệu với mọi người những cái cách chơi nó basic hơn, có nghĩa là muốn mọi người tiếp cận với âm nhạc và âm thanh tốt với những cái kiến thức cơ bản để mà mình có thể mình mua cặp loa về mình set up như thế nào đó cho nó tốt hơn, mà mình không cần phải bỏ thêm nhiều cái chi phí để mình có thể mua dây nguồn, dây loa ABC các kiểu. Ok, đó là tất cả những gì anh có thể chia sẻ vậy thôi. Vâng, vậy là những cái chia sẻ của anh Nhật đều là những cái chia sẻ rất là quý báu để cho mọi người có được những cái thiết bị tốt, nhưng trong khi là mức giá thành để mọi người bỏ ra nó sẽ không quá là cao. Và trong video này thì em sẽ có một vài câu hỏi dành cho anh Nhật để anh Nhật sẽ chia sẻ lại cho mọi người về tại sao anh đến với audio, hay là tại sao anh sẽ chọn những thiết bị này, thiết bị kia. Anh có sẵn sàng trả lời không ạ? Có. Thật ra là anh đến với audio là từ hồi, để anh nhớ coi, từ hồi năm anh lớp 10, lớp 11, là cách đây khoảng cỡ 13, 14 năm. Thì lúc đó là bắt đầu nghe dàn ở nhà. Lúc đó thì ba có dàn nghe nhạc, nhưng mà cái khoảng thời gian thì em cứ tưởng tượng cái khoảng thời gian mà cấp 1, cấp 2 với cấp 3, thì em biết rồi, em cũng nằm trong cái khoảng thời gian đó, nghĩa là lúc đó là lo học không à, chứ không có thời gian. Một là lo học, hai là yêu đương tuổi mới lớn, ba là ngồi chơi game, nên là đâu có thời gian đâu mà ngồi nghe. Ổng ví dụ như ba anh ở nhà, nhiều khi ổng ngồi ổng mở những cái nhạc jazz, nhạc blues, nhạc classical, nhạc này nhạc kia. Nhưng mà hôm đó tự nhiên cái anh nhớ ba anh mở nhạc của Bằng Kiều. Ba anh mở nhạc của Bằng Kiều, bài đó là Lắng Nghe Mùa Xuân Về. Đó, anh nghe lúc đó là gần Tết nữa, anh thấy hay quá, anh mới chạy lên trên nhà anh ngồi anh nghe chung. Thì lúc đó mới thấy wow, sau khi anh nghe dàn của ông xong rồi thì anh xuống nhà anh nghe bằng cái dàn loa vi tính của má mua hồi xưa, nguyên dàn vi tính á, thì anh không thể nghe được cái bài đó nữa. Anh không thể nghe được nữa, có thể là bắt đầu mới tìm hiểu. Nhưng mà ba anh với anh thì là thuộc dạng là nước sông không phạm vô nước giếng, nghĩa là khi nào ba cho lên thì chơi chơi, chứ không có được xin đồ của ba đem xuống phòng mà nghe. Đấy, nên là bắt đầu để dành tiền rồi mua nhịn ăn sáng ABC các kiểu, thậm chí là nhiều trò phi pháp đối với gia đình nữa để có tiền mua đồ audio. Nó hồi xưa mình cũng hơi con nít ranh như vậy, nhưng mà nó vui, với lại do hồi xưa anh tiếp cận với nó khá sớm, nên là anh biết là ok, mình cần phải nghe nhạc một cách nghiêm túc. Và lúc đó anh mới bắt đầu anh chơi audio và anh mới tìm hiểu, thì càng chơi thì mình mới càng tìm hiểu về nó. Và với câu hỏi thứ hai, thì giữa âm thanh analog và digital thì anh sẽ chọn âm thanh nào và tại sao? Giữa âm thanh analog với digital hả? Anh khó chọn á, anh chơi, anh dùng cả hai. Giống như em có vào phòng anh rồi thì em sẽ thấy là CD anh cũng có, streamer anh cũng có, vinyl anh cũng chơi, rồi nhạc từ music server anh cũng có. Cơ bản anh phân định rất là rõ ràng, anh không nói thằng nào nó hơn thằng nào hết. Anh dùng cả vinyl với lại lẫn cả digital. Đối với mình á, thì vinyl nó có một cái hạnh phúc riêng của nó, nó có một cái niềm vui riêng của nó. Ví dụ như cầm một cái đĩa lên, coi cái paper artwork của nó, đọc lyric ở đó, coi cái lời giới thiệu, nhiều cái đĩa mà nó có intro của cái lời artwork giới thiệu luôn. Hoặc là nhiều cái đĩa mà cái người chủ trước của nó, tại vì anh hay mua đĩa cũ, thì cái người chủ trước của nó rất là quý cái đĩa đó, thì ổng lại viết một vài cái nốt nào đó ở trong cái artwork. Thì anh mở ra anh đọc cái đó, nó giống như là tin nhắn giữa người với người vậy. Nó rất là vui và nó rất là thoải mái, nó rất là vui và nó rất là hay. Cái nữa đó là đối với streamer, thì nó streamer hoặc là nhạc mạng hoặc là nhạc số, mình sẽ không có được cái cảm giác đó. Và
nó tiện, anh em có thể nghe được nhiều nhạc hơn. Khi mà em muốn nghe được nhiều nhạc hơn thì sẽ có những cái công cụ có thể giúp em nghe được nhiều nhạc hơn, ví dụ như Rune chẳng hạn. Thì Rune nó lên phiên bản 1.7, nó sẽ giới thiệu cho em rất là nhiều nhạc ở trên Tidal. Em nghe một bài hay, chắc chắn bài sau nó giới thiệu cho em nó cũng là sẽ là nhạc hay. Đó là cái tiện của cái việc chơi nhạc số là digital. Chất lượng của nó cũng rất là tốt, nếu như mà mình xài những cái thiết bị phát với là âm ly với lại tai nghe hoặc là loa tốt thì tiếng của nó cũng rất hay. Đối với vinyl thì nó còn một cái hay lạ nữa, đó là nhiều cái bản xuất bản nhiều năm khác nhau sẽ có cái màu âm khác nhau dựa trên cái người master cuối cùng của cái đĩa đó. Và anh thấy là việc anh chơi giữa hai cái nó làm cho anh nghe được nhiều nhạc hơn và nó làm cho cái thú chơi của mình nó phong phú hơn, chứ anh không bài xích một bất cứ một cái thú chơi nào hết, vì cái gì anh cũng chơi. Cái gì anh cũng chơi. Hồi xưa thì anh chơi vinyl, nhưng mà cách đây 8 năm khi anh nghe một cái dàn vinyl tốt của thầy anh thì anh giống như là anh lấy tay anh vả vào mặt mình vậy, vì nó nghe tốt. Rồi sau đó nghe lại cái dàn của mình thì thấy đúng rồi, thấy là mình setup sai rồi. Và khi mà mình setup sai như vậy thì tại sao mà cùng một cái bộ dàn đó, cùng một cái setting đó, cùng một cái setup đó mà cái con này nó lại nghe khác con kia đó, mà tiếng này nó lại nghe tiếng khác cái tiếng dàn kia tới mức xa nhau như vậy, thì lúc đó mới bắt đầu đào sâu vào tìm hiểu về thuật ngữ, tìm hiểu về kỹ thuật, tìm hiểu về độ méo, modulation, biến điệu đồ này kia. Thì lúc đó là mình mới biết được nhiều hơn và mình bắt đầu mình còn mua cả máy đo về nhà để mình làm nữa đó. Nói chung là đây là một trong những cái nguyên nhân đã khiến cho anh Nhật đào sâu về những cái kiến thức này và sau đó mới chia sẻ lại đến cho các bạn, để cho những bạn mà vẫn còn đang sai lệch về những cái setup có thể đúng đắn hơn trong việc là setup những bộ dàn ở nhà mình. Và câu hỏi thứ ba dành cho anh Nhật đấy là: theo anh, Editor Joy mang ý nghĩa như thế nào, và nếu như để bình chọn một sản phẩm âm thanh tốt nhất của năm 2019 thì anh sẽ lựa chọn sản phẩm gì? Editor Joy của bên Nghe Nhìn thì anh cảm thấy là nó là một cái contest, cái lễ vinh danh khá là hấp dẫn. Hấp dẫn đó là đồ mà được vinh danh ở trong tạp chí Nghe Nhìn á thì thường là đồ tốt, và không chỉ có một mình những người reviewer, những người đánh giá, những chuyên gia họ đánh giá nó tốt, mà những bản thân những người dùng. Tại vì anh thấy là những cái thiết bị mà ở được vinh danh ở trên Nghe Nhìn, anh theo dõi ở trên những cái trang khác, những cái cộng đồng người dùng khác, thì anh thấy ai cũng xài và ai cũng có cái lời khen đối với nó. Thì anh thấy là để làm được cái việc đó thì bên tạp chí Nghe Nhìn họ cũng đã có chọn lọc rồi. Và khi mà chọn lọc những cái thiết bị tối ưu như vậy giới thiệu với người dùng là một trong những cái, thứ nhất là nó giúp cho cái thú chơi này càng ngày nó càng trở nên lành mạnh hơn, thứ hai nó phong phú hơn, và thứ ba nó xác định lại cái mà người ta phải nâng cấp lên, người ta phải mua, nó làm cho người ta focus hơn trong cái thị trường khi mà lục tìm hoặc tìm một cái option nào đó để mình mua thêm hoặc là mình nâng cấp, đỡ phải rắc rối để đi đúng tìm rồi. Quá nhiều thiết bị khác nhau. Đúng rồi, thật ra là một ngày con người mình chỉ có 24 tiếng thôi. Nếu như mà vì một cái thú chơi mà mình bỏ quá nhiều thời giờ mà mình vẫn còn chưa mua được nó thì mình sẽ cảm thấy mệt lắm. Thà là có một cái ok, có một cái sản phẩm đinh sẵn, mình sẽ tìm xung quanh tham chiếu vòng vòng đó, dù gì nó cũng sẽ focus hơn cái tập đó. Lúc đó nó chỉ ok, con này đánh giá nó như thế này nè, cao như vậy rồi, mình sẽ tìm những cái tập nào đó xung quanh nó để mình có thể nghe. Thì lúc đó mình chỉ phải thử 3 hoặc là 4 sản phẩm thôi, thì anh nghĩ nó sẽ đỡ mất thời gian hơn, và nó khi mà mình thử mình có cái trải nghiệm sâu sắc hơn rất là nhiều. Về loa đài âm ly đồ này kia thì trong năm 2019 này anh mua cũng khá nhiều. Anh mua thêm, anh vừa mua thêm con Moon 390 với lại cái bộ monoblock Moon 400M. Thì từ từ anh sẽ nói về nó sau, vì anh đang test nó và anh đang cần thời gian trải nghiệm nó. Nhưng mà toàn bộ năm 2019, chính từ đầu năm cho tới bây giờ thì cái mà anh cảm thấy bất ngờ nhất nó là con đây, con một con tai nghe con Sennheiser Momentum Wireless, tuyệt vời luôn. Đây là một trong những cái đột phá và anh cảm thấy là một trong những cái sản phẩm về âm thanh ấn tượng nhất đối với anh trong năm 2019 vừa rồi. Tiếng nó quá hay. Cái lần đầu tiên anh nghe con này anh nói chứ, cái lần đó là bên Sennheiser Singapore họ gửi cho anh, thì khi mà anh nghe nó anh cảm thấy là chết rồi, hay quá. Mà con đó là con sample thôi. Cái lần thứ hai
anh có hàng chính thức, anh phải đi mua luôn cả một con, mặc dù shop anh có bán nhưng mà anh phải mua thêm một con anh đem về nhà để anh nghe. Là tại vì không thể nào mà tách cái âm nó ra được, và khi anh nghe được cái, anh nghe con này thì anh cảm giác là tại sao mình lại phải cần HD 820, HD 800, rồi Bayer Dynamic T1, hoặc là những cái con tai nghe mà phải cắm dây rườm rà, rồi có phải đát am ABC cái kiểu để đánh cho nó ra tiếng. Con này theo kinh nghiệm của anh, khi mà setup một đống cái đống kia rồi thì con này chỉ giá khoảng 11 triệu bán ở Việt Nam thôi, thì tiếng của nó hoàn toàn nó thể có con, nó sẽ có một số track nó sẽ không bằng những cái setup khoảng cả 100 triệu. Nhưng mà bình thường là những cái setup mà cỡ 40, 50, 60 triệu mà mình không có một cái insight về setup, mình không setup kỹ càng, mình không chọn đúng âm ly hoặc là tai nghe phối với nhau, khó có thể qua được con này lắm. Như vậy thì có thể nói đây là một option tai nghe all in one dành cho những người mới chơi cũng được, và những người khó tính thêm một chút thì cũng có thể sử dụng cái tai nghe này mà không cần phải setup quá rườm rà và cũng như là bỏ ra một số tiền quá lớn. Đúng rồi, cái con này thì cắm với máy tính, cái Sennheiser Momentum Wireless này em khi em cắm nó với máy tính nó nhận DAC luôn. Em thích cắm dây 3.5, nó có 3.5 và bình thường không có gì hết thì nó là một con tai nghe chống ồn có Bluetooth aptX. Và trên đó là những chia sẻ rất quý báu đến từ anh Nhật về lý do tại sao anh lại đến với âm thanh, và cũng như là cái chia sẻ của anh về một thiết bị mà anh cảm thấy nó rất tốt ở năm 2019 này đến cho các bạn, để cho các bạn có thể tham khảo. Và anh Nhật hãy gửi lời chào đến cho các bạn khi trước khi chúng ta kết thúc video này ạ. Bây giờ là cái thời điểm gần Noel và sắp là cuối năm rồi, cho nên là mình nghĩ là mình chúc cho mọi người có một cái đêm, có một cái mùa Noel an lành, với lại một cái năm mới sung túc và giàu sức khỏe. Và cái đối với cái việc chơi audio thì mình mong là mọi người sẽ tìm ra được cái con đường đi của chúng ta, nghe làm thế nào để mà chúng ta khai thác được cái giá trị của cái món đồ của chúng ta khi mới mua về, mà chúng ta không cần bỏ thêm quá nhiều tiền. Lúc đó mọi người phải trang bị cho mình những cái kiến thức, ví dụ như điện, về điện cơ bản là như thế nào, về setup phòng nghe nó là như thế nào, về phối ghép âm ly với tai nghe nó sẽ cần những cái kiến thức gì. Thì mọi người hiện giờ thì mình thấy internet nó phát triển rồi và mọi người hoàn toàn có thể kiếm được những cái thông tin đó online. Mọi người phải đọc nhiều hơn và mọi người mong cho mọi người là hài lòng với lại những cái gì mà mọi người sẽ mua trong năm sau. Cảm ơn anh Nhật ạ. Ok, cảm ơn Hồng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau của Editor Joy Award.